Con cô bác anh chị nè, mình là cha mẹ mình sinh ra chính là phàm phu tục tử rồi đúng không? Phàm phu tục tử rồi thì tại sao mình mua cái bức tượng hay là mình thỉnh bức tượng đem về phải kêu mấy bà đó là cái người phải làm gì, phải chú bùa ngải hay là gì, khai khai nhĩ khai nhãn? Mấy bà là phàm phu tục tử, mấy ông là phàm phu tục tử, làm sao mà khai khẩu được thần thánh như vậy đó quý vị. Mà cũng nghe, mua bức tượng này đi để thờ để vào, mua bức tượng này ở không từ sáng tới chiều, không công ăn việc làm, nghèo bỏ mẹ ở đó, đừng nghe lời mấy thằng thầy bói xạo, đừng nghe lời mấy thằng thầy chùa online. Nói thẳng với quý vị vậy đó, nó giả danh, nó cạo cái đầu xong nó mặc cái áo vòng vàng vô, nhìn vàng vàng không phải là Mitsima đâu mà là Cúc đó. Hiểu không? Đừng có nghĩ vậy, bởi vì Ngài Thích Minh Tuệ không chọn chiếc áo vàng, Ngài ta chọn một cái hạnh của Ngài khác người. Cho nên vàng thì vàng, thao thì thao, nó không thể lẫn lộn được, đúng không? Nó không có lẫn lộn được. Hoa là hoa, cỏ là cỏ, hai thứ nó không có lẫn lộn nhau được, không có lẫn lộn nhau được. Cho nên Ngài chọn quyết định một cái áo của Ngài là y phấn tạo, không có dính dáng tới cái màu vàng của các ông nữa. Hiểu chưa? Nó không có dính dáng, nó không có liên quan. Đi lên đây cái ngồi cái bú phen theo để làm gì, vài bữa cái bán cái này cái này. Hễ cái con gì, con ven hả, có con ven, con bé hồi trước cũng vậy đó, người ta bị hành căng cái mấy ba mấy má sư này cũng chạy xuống dưới. Vị sư này là sư online đúng không? Chiều tụng kinh, tối rủ mấy em đi đánh đó, ngồi nhau đúng bốn tụ là gì, trời mưa gì chuồng chuồng bay thấp thì cả, thì mưa, bay cao thì nắng, bay vừa tiếng lên hả, bay cao sập xám mà bay vừa tiếng lên hả, hả là mấy bà đó ngồi chơi vậy. Tụng gì để làm gì, mục đích mấy bà đó lên đó để cho người ta thấy mình người đó là người có tu hành. Tại vì sao? Cho nên cái xã hội này mình rất kính ngưỡng và cung kính những người người ta tu thành và hành đạo. Thành thử muôn vạn chúng sanh họ thấy cái người tu á, người ta hoan hỷ lắm, người ta quý trọng lắm. Thành thử từ cái chỗ quý trọng mấy bà đó, bà lợi dụng cái niềm tin của tất cả muôn vạn chúng sanh để mấy bà trục lợi cho bản thân của mình, đúng không? Mấy bà mấy ông này nè, cho nên cái chiêu của mấy bà nó cũ rồi, nó mua cái bộ bài mới chơi đi, bộ bài này cũ rồi, bài này năm 2024 rồi, mấy bà bộ bài cũ hồi đâu 1900 hồi xưa rồi, đổi mua bộ bài mới chơi đi ha. Sau đó cái đi lên cho đã đời, cái ngồi cái anh like cái chiều nít mới em follow lại cho chị nha, đi vô cái ngồi cái tụng kinh, tụng kinh mà tụng kinh trên online mới ghê chứ. Tôi thấy một cái hình thức nó rất là phản cảm khi tu online. Mà tôi nói thật, mấy bà cũng rảnh lắm, ngồi tu online, ngồi tu nam mô tụng kinh những chó đi nghe. Mẹ mày sao mày cắn áo tao hoài, mẹ mày. Tôi hỏi quý vị á, cái lòng từ bi không có, đừng có làm màu. Mà cái từ bi người ta có, người ta không có làm màu nghe quý vị. Giống như Ngài Thích Minh Tuệ không? Ở đâu cũng như ở đâu, không có người hoặc có người gì cũng vậy. Có một số người họ nói là Ngài Minh Tuệ là diễn trước ống kính. Tôi xin thưa với toàn thể quý cô chú anh chị, bà con cô bác, anh chị gần xa trên mọi miền tổ quốc, nếu ai mà đứng trước ống kính mà con người tà đó nha, thì tôi đố quý vị sẽ thấy hết, sẽ lòi ra hết. Tại vì những cái tà mà nó không có thật, mà những cái ảo mà, thì nó sẽ lòi ra hết, nó lòi ra hết cái nguyên hình nguyên dạng luôn. Tu phải tự làm ăn, mệt mỏi mới không khởi tâm sạch. Đúng. Tại vì anh tu thứ nhất là gì? Phải làm cái điều gì đó để cho nó mệt mỏi, để cái dục nó không có. Và có nhiều bà con cô bác anh chị hỏi, em hỏi muốn hỏi chị Thọ Nhân, tại sao mà ông thầy ổng tu như vậy mà cái người ổng không hôi? Sau cuối chương trình Thọ Nhân sẽ giải thích cái phần này cho tất cả quý cô chú anh chị hiểu thêm. Đúng. Rồi giờ sư lên like quá chừng, đi lên like ai nào là coi bói nè. Tôi nói thẳng với bà con cô bác, nếu mà bói á, thầy bói mà quyết định được con đời, quyết định được đời của con người mình giàu hay nghèo, thì cả thế giới nào may khổ cả. Hiểu không? Mà trời Phật á, mà được mà cho muôn vạn chúng sanh hết mọi thứ á, thì không có ai khổ tới ngày hôm nay. Cho nên bây giờ cái thời này, thời Minh Dương mới ra đời để giáo huấn muôn vạn chúng sanh, để biết đâu là chánh mà đâu là tà.
thật sự nó là như vậy. Còn các ông ở đây là tôi không có nói là, tại vì khi trong cái tu á, nó có nhiều cái phái tu, nhưng mà con đường nào chúng ta, người nào tu họ đi đến đâu họ về đâu, họ cũng có con đường chân lý hết. Còn ở đây mấy ông tu không có chân lý thì đừng có bảo làm bộ lên đây tu online, mà đừng có ông nào lên giải thích, mà đừng có ông nào đi lên đây mà ngồi ở trên này mà kêu khổ hay sức. Đúng, tất cả là gì? Tâm do ta khởi, tâm do ta khởi. Anh muốn suy nghĩ điều gì tâm anh khởi lên, anh muốn tốt muốn đẹp muốn xấu muốn giàu muốn nghèo tâm khởi. Có phải là ta không? Ta chính là ta, Phật là ta, ta là Phật. Thường xuyên em đã nói gì tất cả quý vị, tất cả mọi thứ tâm. Còn cái anh có tu tập tài giỏi tới cỡ nào mà tâm anh không khởi tu thì mãi mãi anh không phải là có chữ tu trong đầu của anh. Đó là sự thật thôi. Còn ông thầy bói nào, chỉ ông thầy bói nào ông đó giỏi đi, giỏi đi, tự nhiên cái chuyện gia đình của mình ngồi nhau nghe ông thầy bói ông nói hết chuyện gia đình đúng không? Trời ơi, thầy nói quá trời đúng luôn. Chủ tịch Ume rút ai mượn của bạn. Muốn nói chuyện với người nước ngoài nhưng mà ngại ngùng không dám nói, vào app này để học nói thoải mái với AI của ChatGPT. Mình sẽ thử một tình huống nha. Vậy nè, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô về bậc tu gì? Một cái tiếng khởi niệm A Di Đà Phật là tâm của mình phải biết từ bỏ cái điều đó, từ bỏ cái dục vọng, từ bỏ cái sân si, từ bỏ cái tham sân si đó, phải từ bỏ cái dục vọng đó. Cái miệng thì A Di Đà Phật mà cái tai muốn bỏ luôn, muốn bóc muốn hốt người ta rồi. Tu cái gì ở đó mà tu. Còn mấy nữ sư cô online nè, cho chị gửi lời với mấy nữ sư cô đầu trọc nha. Đầu trọc nhìn mấy bà tôi phản cảm quá. Phản cảm lắm. Mấy bà không cần phải đi tu đến cái nơi nào mà người ta biết mấy bà tu đâu. Mấy bà ngồi ở tại nhà, ngồi tại cái nhà thôi. Cái pháp là gì? Pháp là chính giá trị của người biết tu tập mới khởi tâm ra nhiều cái pháp, nhiều cái pháp môn để giáo huấn cho muôn vạn con người, muôn vạn chúng sanh để hiểu được cái chân lý. Chân lý đó là pháp, hiểu không? Từng con người, từng bá tánh muôn vạn chúng sanh đó là pháp. Chứ không phải là pháp mà mấy bà do kinh thánh đưa ra. Kinh thánh đưa ra là con đường Đức Phật dạy chúng ta phải học tập và tu tập, đúng không? Tu tập, con đường tu tập mới tìm hiểu được cái gì? Mới chân lý. Tại vì cái sự mà khi mà Đức Phật giáo huấn và dạy con người ta con đường định nghĩa, con đường tu á, thì nó vĩ mô lắm. Mỗi con người đều có cái căn cơ, đều có cái căn duyên để họ tu. Họ tu cái nào nhưng mà con đường họ tiến về thẳng phía trước, đó là chân lý. Mình hãy tìm con đường chân lý, đừng có ngồi đó để bú phen nghe. Nghe ông thầy này nổi tiếng, nghe cái chuyện này nổi tiếng, nghe bà kia nổi tiếng chạy theo để bú phen theo. Tu ở đây không ai rước ai hết cả. Con người mình tu đúng thì tự động mình rước mình cứu lấy mình. Chứ ông thần, ông thánh, ông trời, ông Phật không ai cứu lấy mình hết cả. Còn tôi nói thật cho quý vị nghe nè, mấy vị lầm tưởng lắm. Khi mà chúng ta bị đến chùa hay bất cứ mình cung kính đến bất cứ một ai, người đó cũng không mang cái quả đến cho mình, mà người đó cũng không mang đến cái may mắn đến cho mình. Tại vì cái may mắn là do ta nghĩ, do ta tạo ra thôi, đúng không? Bây giờ tôi hỏi nè, ông trời đó, ông có cho quý vị cái thứ gì không? Mình suy nghĩ, thật sự là mình may mắn thì được trời cho, tức là cái câu nói của mình. Còn nếu mình không may mắn giống như trò chơi ở cuộc đời này đi, mình đừng có nghĩ là trời cho, mình nghĩ đó là trò chơi của những cái tuần đời nó xảy ra ở cái xã hội này, đúng không? Đó là cái tuần đời của xã hội này. Đừng có nhìn nhận cái góc độ cái ông này ông tu quá, ông đạt thành chánh quả, ông hóa độ cho chúng sanh. Phật không hóa độ cho ai hết cả, nhưng Phật muốn cho con người ta có được cái trí huệ để hiểu biết con người ta tự, cái tâm của ta là Phật. Ta giải thoát những cái điều gì ở liên quan tới cuộc đời này, ta tự giải thoát ở nó chưa, ta mới được hạnh phúc. Còn nếu mà ông Phật mà cho quý vị mà giàu á, thì thật sự không phải là ông Phật. Ông thần, ông thánh cho quý vị giàu là không phải ông thần, ông thánh. Quý vị xin trời Phật để quý vị có, mà quý vị có là không phải là trời cho, mà không phải là thần cho, không phải là Phật cho. Tự con người mình nỗ lực nó có thôi. Rồi đó mình dựa vào đó, mình cứ nói là trời cho. Nếu mà trời cho, Phật cho quý vị một cái điều tốt đẹp đó, thì khởi tâm trong sự tham lam của mỗi con người. Ví dụ như tôi cầu xin đi, tôi cầu xin ngày mai, con ước gì ngày mai, con ngày mai con có tiền. Ủa làm sao? Nhưng ngày mai làm sao lại có tiền? Thứ nhất đi lừa người ta, nói xạo người ta để có tiền. Mình muốn có tiền là mình phải nỗ lực mình làm,
đúng không? Nó cộng với cái con người của mình phải đi làm, tại vì mình tao cho con người mình có trí để mình làm. Mình làm thì mình có tiền, thì mình nghĩ là Phật độ mình. Thật sự Phật không độ chúng ta điều đó. Phật không mang họa đến cho chúng ta. Nếu tôi là ông Phật mà tôi độ cho quý vị, dứt khoát tôi không độ. Tại sao? Phật ơi Phật, con cầu xin có nhiều bà ở tu, cho nên có những cái người họ chính kiến như thế này. Ví dụ, một cái người Phật tử đó đi vô chùa, cứ cầu xin cho con độ cho con được có nhiều tiền đi. Để cho con làm gì? Độ cho con có thật nhiều tiền để con đi làm từ thiện. Tôi ông Phật tôi trả lời liền với mấy bà: thôi mày yên tâm, mày đi về mày nghỉ đi nha. Chuyện đó tao độ cho chúng sanh được rồi, tao không cần phải độ cho mày để mày có tiếng, để mày độ cho người khác. Mắc gì tôi là ông Phật, nếu như người ta là thần là thánh, mắc cái mớ gì mà tôi phải độ cho bà, rồi bà phải độ cho người kia, bà phải cho người kia để bà có tiếng. Không cần thiết. Hãy con người nào tôi là Phật, tôi nói là nếu mày cảm thấy giỏi thì giàu thôi. Hằng nào lừa giỏi cũng giàu, mà hằng nào giỏi về cái năng khiếu cũng giàu, giỏi về cái thị lực thì đó giàu. Trí tuệ tôi gọi là trí tuệ, mỗi con người cái trí tuệ nó chia ra nhiều ngã. Người làm tà cũng có, người làm chánh cũng có, người làm thiện cũng có. Thì mỗi cái trí tuệ mỗi con người, người ta chỉ làm cho mình đó. Phật chỉ dạy con người ta lành thiện thôi. Còn Phật mà đi cho người khác thì trỗi lên sự tham lam của muôn vạn chúng sanh. Tại vì đó là trong cái sự đó là gì? Đó là cái sự khởi tâm của tự nhiên mấy ông mấy bà suy diễn ra thôi. Suy diễn ra những cái chuyện nó không có, không đúng. Nó sai với cái luật trời, nó sai với cái luật đạo, nó sai với cái lực con người của mình, đúng không? Đó là mỗi con người đều có cái quy luật hết cả. Trời đất đều phải là cái quy luật hết cả. Các anh chị sống là làm loài người trên thế giới này, không làm lấy đâu ra để có ăn. Nếu các anh chị không làm với điều kiện cha mẹ các anh, tổ tiên các anh có rất là nhiều tiền mới để lại cho cái đời các anh hưởng, đúng không? Chứ không phải không làm ở đây mà đi xin cầu xin Phật trời để cho. Nếu ông Phật cho, các anh không có cái nhà, ông Phật cho anh cái nhà. Rồi các anh có cái nhà không, các anh nói trời ở trong nhà con thiếu vật dụng quá, cầu xin trời Phật cho con thêm. Nếu tất cả mọi thứ đó các anh không làm đấy đâu có tiền để anh mua, đúng không? Phật độ các anh có trí tuệ để các anh đi làm một cái điều gì đó để có tiền. Đó, chị nói hơi bị ngược rồi. Phật cho ta đức hạnh. Đúng rồi, nãy giờ tôi nói gì? Tôi đâu, đức hạnh là trí tuệ đó. Anh không có trí tuệ làm gì anh có được cái đức hạnh. Cái trí tuệ anh mới suy nghĩ ra anh mới có được cái hạnh chứ. Tự nhiên anh có đức hạnh mà anh không có trí tuệ làm chi? Anh có đức hạnh mà trí tuệ anh không có, rồi nó làm được cái gì? Hiểu không? Con người ta đầu tiên là trí tuệ phải đứng đầu. Trí tuệ phải đứng đầu. Còn cái hạnh mình có trí tuệ mình suy nghĩ mình mới ban cho mình cái hạnh nha. Mình mới ban cho mình cái hạnh. Cho nên các anh là nói tự nhiên có đức hạnh mà không có trí tuệ giống như là Phật ngu hả? Phật là gieo cho con người ta biết là học hiểu về trí tuệ, tu tập tinh tấn để có trí tuệ. Chứ tu mà không có tu không tinh tấn là gì? Trong lòng ta đố kỵ, con người giờ tôi nói tôi hạnh cũng được vậy. Tôi nói trời tôi hiền lắm, tôi tử tế, tôi nói bằng cái miệng được. Nhưng mà quan trọng là gì? Thực hành ra cái hạnh đó đi. Hiểu không? Chúng ta quý, chúng ta trân trọng đến như vậy. Chúng ta sợ mất Ngài Thích Minh Tuệ không thấy nữa. Tại sao mình lại quý đến như vậy? Tại sao? Tại vì nó cái chân lý nó sẽ phục hồi con người mình. Cái chân lý nó phục hồi cái trí tuệ của mình. Các anh chị có chân lý, các anh chị có đạo đức đi, các anh chị mới phục hồi cái chân lý. Chân lý mới phục lên cái trí tuệ, phục hồi cái giác ngộ mới ra được cái trí tuệ. Chứ không phải mà thấy cái ngài sư Thích Minh Tuệ, các ông ngồi đó, các ông cứ dạy người ta tu rồi đi lên cái cổ xí cứ nói là cái ông này tu không phải là hạnh đó, hạnh này không được rồi, hạnh này sai rồi. Các ông là một cái nhà sư, các ông là một cái người để ngồi cùng nhau, cái đồng môn mà các ông lại ngồi. Nếu thật sự nhà sư, khất sĩ, cái nhà tu đó, tức là ngài Thích Minh Tuệ đó, ngài có làm sai mà sai cái pháp đó chăng nữa, các ông cũng không nên nói. Tại vì sao? Vì chúng ta là đồng môn, chúng ta phải bảo vệ đồng môn của mình. Dù cho đồng môn đó sai, mình bảo vệ trước tất cả chúng sanh trước đi, rồi sau này mình giáo hóa ở cái này, ngài sai ngài đúng cái đó mới đúng là trong cái chánh pháp, để dìu dắt nhau để đi đến con đường chánh pháp và chân lý. Các ông đâu có dìu dắt ngài ấy đâu. Không có dìu dắt mà các ông, người ta làm đúng mà các ông rắn môi ra để cho nó sai, để các ông chỉ trích. Vậy là các ông thật sự là các ông chưa phải là chánh pháp. Các ông chỉ là một cái người tà sư đi theo con đường tà pháp để đi hành tà đạo mà thôi. Đúng không nè?
đi đến tới cái cuộc sống như thế nào để chăng nữa ta, cái cuộc sống này, cái cuối cùng chúng ta phải giải thoát hết cả. Tôi cũng vậy, và các anh chị ngồi đây cũng vậy, chúng ta đều giải thoát hết. Nhưng mà chúng ta giải thoát bằng cách nào, như thế nào, làm sao chúng ta giải thoát? Tức là trong con người tu mà các anh lại tham, tu á mà anh mong cho người này ghê đến xin các anh nhiều quá, thì các anh để thúc đẩy cái lòng tham của muôn vạn chúng sanh. Các anh thúc đẩy cái lòng tham, tại vì ôi có minh tuệ mấy ảnh mất ăn, đúng rồi. Bây giờ thí dụ như nè, tôi đi chùa để tôi được xin, tôi xin cái bình an, anh xin cái bình an là anh xin cái gì, thì anh đã tham rồi, anh đã tham rồi anh mới xin. Nếu thật sự là một chánh pháp, anh phải là người thuyết giải để cho muôn vạn chúng sanh hiểu cái cầu xin trỗi lên lòng tham. Không có Phật trời nào để cho chúng sanh có trỗi lên lòng tham hết cả, người ta phải ngăn ngang liền. Vì chúng sanh là người vô minh, để đi theo cái chánh pháp, để học, để trở thành cái chân lý, mới có cái, mới có được cái trí tuệ. Mà các anh đi vô, các anh đâu có giáo huấn cho chúng sanh điều đó đâu. Các anh dạy nè, dạy làm tình nè, dạy chơi nè, dạy tần suất nè, dạy chuyển khoản nè, rồi dạy chơi app nè, rồi dạy 7 ngày chơi mấy cái gì đó. Vậy thì mấy anh dạy chúng sanh được điều gì để cho chúng sanh thấy? Mình không thấy được điều gì hết quý vị. Toàn là dạy những cái điều đó, không biết quý vị thấy học được cái gì. Không có học được cái gì chứ. Chân lý đã mất đi hết rồi. Cả nhà ơi, cả nhà gõ vào màn hình và chia sẻ cho Thoại Nhân để cho có cái lực tương tác trở lại. Sau khi một thời gian đã nghe được cái pháp của các ông, đã bị cuốn theo cái lòng tham. Cái lòng tham ở đây nó nằm chỗ này nè quý vị. Hello, chào anh. Nó nằm ở chỗ này nè. Sinh. Tại con người của mình sinh lão bệnh tử, nó có sẵn là Thượng Đế đã sắp đặt cho mình biết rồi. Cảm ơn anh. Thượng Đế đã đặt cho mình hết rồi. Cái lòng tham đó Thượng Đế cũng đã đặt hết rồi. Ví dụ Thượng Đế đặt cho mình, đặt cho mình tới ngày giờ đó mình phải đi theo Thượng Đế, phải về một cái thế giới vô hình, gọi là trong cái thế giới vô hình đó. Chứ không phải mà Thượng Đế không đặt mình đâu. Đặt mình trở về cái thế giới vô hình đó thì mình phải làm sao? Mình ngồi đó mình ban cho, thần thánh ban cho. Tại vì cái ban cho là những cái kẻ tà sư, họ ban cho để thúc đẩy lên cái lòng tham của muôn vạn chúng sanh để đến sinh. Chứ họ không có đến mục đích, họ đến để mà họ đến họ gặp Phật để họ hiểu được cái chân lý, hay là họ gặp một vị sư gọi là minh sư để hiểu được cái chân lý, không có. Thì từ cái lòng tham của tất cả những cái kẻ sàm sư ra. Tại vì sao họ đưa ra những cái quyền lợi cho những người Phật tử, họ đến cái chùa đó họ cúng. Tại vì họ đưa ra cái nguyên lý là anh phải cúng dường nhiều, anh phải có được, đó là họ tạo cho tất cả chúng sanh một cái hết sức là tham lam. Anh cúng mình mới có nha. Giống như cái kiểu mà đi bán số đề vậy đó quý vị. Đi bán số đề, số lô vậy. Một cái thằng nó cho số đề, nó nói là chắc chắn chiều nay chị sẽ trúng. Chắc chắn chị sẽ trúng, chắc chắn anh sẽ trúng. Nếu nó nghĩ nó biết trước nó trúng, nó cho anh chị không? No, không cho. Nó bán số lô, số đề, nếu nó chắc chắn nó trúng thì không bao giờ nó bán cho anh chị. Nó để nó ôm để nó trúng. Nó không bao giờ nó bán. Còn cái ông sư, nếu thật sự ổng cho người ta mà người ta nhận được, người ta giàu hết, thì chắc chắn ổng không bao giờ ổng cho con người mình cái điều đó. Không bao giờ cho. Tại vì nếu mà cho họ nó, thì họ có rồi mình lấy gì mình ăn. Cho nên không có một cái quyền lực nào, và không có người nào mà dám hy sinh để cho những thứ mà của mình, lợi ích của mình đi cho người khác cả. Không có ai. Cho nên Đức Phật cũng đã thấy cái điều chúng sanh như vậy, nhưng chúng sanh nằm ở trong sự vô minh. Vô minh là từ cái cửa miệng của tất cả những cái kẻ tặc sư và sàm sư ngày hôm nay. Tại sao chúng ta không tiêu diệt nó? Tiêu diệt là chúng tôi không phải là giết chết, nhưng chúng tôi hủy đi. Hủy đi là bằng cách tôi không đi đến nơi đó nữa, tôi không đi chùa nữa, tôi không làm điều đó nữa. Giờ tôi hiểu rồi, tôi sáng mắt rồi, tại nhờ tôi có thầy Minh Tuệ, tôi thấy được rồi. Tại vì cái điều đó là vô bổ. Tại vì các anh chị nghĩ đi, tu là mọi thứ là từ bỏ hết cái dục vọng, từ bỏ tham lam,
từ bỏ cái sân si. Cái gì chúng ta cũng phải từ bỏ chúng ta mới tu. Mà chúng ta không từ bỏ thì đừng nói chứng đền hai chữ là chân tu. Không có cái từ đó quý vị. Cảm ơn anh. Không có cái từ chân tu, nó nằm trong con người của mình. Bởi vậy cho nên những cái sàm sư và tặc sư họ tìm đủ để cho chúng sanh, giống như cái câu chuyện bỏ tiền vào cái ác, nếu bỏ được 20.000 thì được bình an một tháng nửa tháng. Giờ tôi không bỏ đồng nào nè. Nếu con người mình bình an đã sinh ra bất an, đã sinh ra trong cái cuộc đời này, con người tại sao mình nói là khi con người mình, cuộc đời của mình, khi tại sao mình chào đời mình khóc thì thiên hạ lại cười, mà sau khi cuối cuộc đời mình cười thiên hạ lại khóc. Giống như Bác Trọng ngày hôm nay, ngài cười thì muôn vạn chúng sanh lại khóc. Tại sao? Tức là khi mình chào đời ra đó, mình khóc. Chào đời khóc là mình biết mình không biết từ đâu đến. Mình không biết mình từ đâu mình đến một cái thế giới này. Mình khóc tu hoa, mọi người cười, mọi người chào đó. Một cái thiên thần bé nhỏ đã trở về một cái thế giới này. Đúng không? Một thế giới vô hình mà trở thành cái thế giới hiện hình ra rồi. Họ tẩy não, đúng rồi. Thì trong khi đó mình khóc họ cười. Họ đón nhận được một cái thiên thần. Đó, để sau khi con người ta mãn nguyện với cuộc đời này, những gì họ ước vọng họ làm xong hết. Quý vị thấy cái người chết cuối cùng mà họ chết rồi đó, họ luôn luôn họ nở cái nụ cười, là cái nguyện vọng và tâm huyết họ hoàn thành. Họ cười thì lúc đó mình khóc. Cái người mình khóc thì mình trở về cái thế giới đó, là tức là tôi đã đến đây, tôi hoàn thành cái sứ mệnh tôi rồi, tôi phải trở về cái thế giới vô hình. Rồi tôi khóc. Thì bao nhiêu người họ liên tiếp họ khóc. Đó. Cái đó là cái luật. Cái luật của trời đất, cái luật của thiên nhiên. Đã trở thành nhiều cái thế hệ qua rồi. Chứ không phải mới đây mà chúng ta không hiểu. Thượng đế đã sắp đặt cho một con người rồi. Ông thầy chùa ông làm tốt cái vai trò, ông tu được thì ông sẽ hưởng được, gia đình ông hưởng được. Ông tu ông ăn được thì ông no, thì cái điều đó ông tốt cho ông. Nếu ông được cái chánh pháp ông hoàn toàn giống như ngài Minh Tuệ. Ngài tu được thì ngài được gì? Ngài được cái sự hân hoan chào đón, đón nhận của cả thế giới. Ngài cũng là người hưởng, mình là người được thừa hưởng và tiếp nhận và nhìn nhận được cái phúc báo của thầy, mình được hạnh phúc để mình noi theo con đường chánh pháp đó thôi. Đã đi đến một cái ngưỡng cửa như thế này rồi thì các ông bà cứ nói là ráng cố gắng làm tốt đi, mình tu đi để sau này mình hưởng cái này. Đã tu rồi đừng có nói sau này mình hưởng, buông bỏ hết mới hưởng. Mình không buông thì mình không buông cái này, không bỏ cái này mà mình nắm không, thì làm sao mà mình được giải thoát được, mà mình gọi là mình tu.